Sáng nay 14 tháng 7 tại thành phố Đà Nẵng, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. 6 tháng đầu năm nay, hệ thống dân vận các cấp đã phối hợp tốt với chính quyền, các cơ quan, ban ngành tích cực tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đảm bảo quốc phòng an ninh, an sinh xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua dân vận khéo được đẩy mạnh, cả nước đã đăng ký hơn 139.000 mô hình dân vận. Riêng về lĩnh vực quốc phòng an ninh, số mô hình được công nhận là hơn 11.000 tập thể, 6.000 cá nhân. Là lực lượng nòng cốt, quân đội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, có nhiều mô hình hoạt động dân vận hiệu quả với phương châm hướng về cơ sở và tinh thần ở đâu gian khó, ở đó có bộ đội. Các đơn vị quân đội đã phối hợp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, duy trì hoạt động kết nghĩa, phân công phụ trách địa bàn, tăng cường cán bộ cho xã biên giới. Quân đội tham gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, huy động hơn 600.000 ngày công tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng hơn 1.000 nhà cho người nghèo, duy trì hoạt động của 179 cơ sở y tế quân dân y. Các đoàn kinh tế quốc phòng tham gia ổn định dân cư, tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho nhân dân vùng sâu, vùng xa. 6 tháng cuối năm 2023, toàn quân xác định tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác dân vận, tập trung là giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tham gia xây dựng cơ sở chính trị, nắm chắc tình hình địa bàn để phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an xây dựng địa bàn an toàn, không để xảy ra các điểm nóng, các vụ việc phức tạp,